Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Nay shop Đông Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là có về một số sản phẩm đồ gỗ. Đầu tiên ngày hôm nay thì shop giới thiệu là một cái tủ cambot và một cái tủ buffet. Xin mời quý cô chú tham khảo tổng thể cái tủ cambot và tủ buffet. Dạ đầu tiên ngày hôm nay shop giới thiệu đây là tổng thể của cái tủ cambot. Cái tủ cambot đây là phía trước mặt, nó gồm có là hai cái hộc nhỏ ở trên và ba cái hộc gõ dưới, kéo hàng dày quý cô chú nha. Tất cả là hai hộc nhỏ ở trên và ba hộc nguyên ở dưới nguyên cánh. Đầu tiên thì shop giới thiệu là cái hộc thứ nhất mé bên trái. Đây, hộc này gõ đỏ, toàn bộ cái tủ này là gõ đỏ, có vân bông đẹp nha quý cô chú nha. Dạ, có vân bông nu đẹp. Tiếp theo là cái hộc bên phải. Hộc bên phải cũng giống như bên trái nha quý cô chú nha. Dạ. Đa số là ở đây nó có một cái gờ. Có gờ dưới đây nha quý cô chú nha. Đó, để mình kéo ra cái vô nè, nắm dễ đó. Tiếp theo là cái hộc, nguyên cái hộc phía dưới có nu nha quý chú nha. 109, một cánh gõ như vậy là 109 và độ cao là 17 nha. Cái này gõ nu nha quý chú. Gõ này thì cũng được, hồi xưa tuyển chọn gỗ đẹp đó quý cô chú, nu đẹp ha. Đây là cái hộc dài thứ nhất. Tiếp theo hộc dài số 2. Đây là hộc dài số 2. Cũng có nu ha quý cô chú nha. Dạ. Tại shop thì cũng có tủ cambot gõ đỏ, cẩm lai. Quý cô chú nào cần cái gì thì gọi cho shop. Dạ. Tiếp theo là cái hộc số 3, hộc dài số 3. Cũng nu luôn nha quý cô chú nha. Cái tủ này cũng vài chục năm quý cô chú. Dạ. Cái này tủ Sài Gòn, gõ đỏ, chân đồng. Công năng rất là nhiều quý chú nha. Công năng của tủ gỗ rất là nhiều nè. Đó. Công năng rất nhiều ha quý chú. Đố nó cũng đẹp đó quý chú. Này, đố gỗ đỏ cũng đẹp. Đố bá súng. Dạ. Bá súng thì từ nhỏ tới lớn tủ Sài Gòn là hay làm như vậy nha quý chú. Cái mẫu Sài Gòn ở trên nhỏ dưới lớn, quay ngang đây sẽ thấy nè, từ nhỏ xuống lớn nha. Cái bả súng chân thì chân đồng ha, đa số cái tủ Sài Gòn hay chân đồng nha quý chú. Dạ. Tiếp theo là một tấm gõ nguyên tấm mé bên phải. Tấm có tấm này cũng đẹp, có vết theo thời gian nha quý chú, có một số vết theo thời gian. Một tấm gõ. Tiếp theo là cái bá súng và cái mặt. Cái bá súng và một tấm cái mặt đẹp nè. Một tấm trên nóc đẹp. Liên lạc. Một số vết theo thời gian. Dạ. Đây. Tủ này cũng vừa phải và vừa túi tiền để quý cô chú tham khảo nha. Dạ. Chỉ cần quý cô chú vào đăng ký và theo dõi kênh Lưu Đồ Xưa là một cái động lực to lớn. Shop sẽ đi quay nhiều nơi để nhiều món hàng độc lạ về quay cho quý cô chú xem. Dạ, shop cảm ơn rất là nhiều. Tiếp theo cái tấm bên trái này đẹp rồi quý cô chú, liền lạc. Bông gõ đẹp nè.
Đó, vân bông đẹp. Tấm gõ này cũng liền quý cô chú. Dạ. Gõ đỏ rất đẹp nha. Nó trải qua mấy chục năm mà cũng còn đẹp quý cô chú. Một tấm nha. Chân đồng rất đẹp. Tiếp theo là phía sau quý cô chú. Đây, tổng cũng tổng thể. Nói chung cũng liền lạc. Phía sau cũng liền lạc sạch sẽ. Hai tấm gỗ này cũng đẹp nè. Đó, phía sau cũng liền lạc ha. Dạ, ngoài ra shop quý cô chú có thể kết hợp với cái tủ buffet này nè. Buffet của tủ Tây, tủ Nu Sài Gòn ha quý cô chú nha. Nếu quý cô chú lấy combo shop sẽ có giá ưu đãi nha. Đó, lấy hai cái shop sẽ có giá ưu đãi. Tủ rồi dán Tây Sài Gòn. Shop sẽ sơ lược những cái tủ này nha quý cô chú nha. Tủ này gồm có hai cái nu, là hai cái hộp. Chân thì chân gỗ rất là dày dặn nha quý cô chú. Đó. Dàn chân rất đẹp nha. Shop sẽ sơ lược cái combo này. Và trên đây là cái giật hộp cho quý cô chú nha. Cái này nó giật cấp lên đây nè, để mình trang trí, để tivi ha, để những cái dàn máy ở đây nè. Mình trang trí đồ gốm rồi lên cái dàn giật hộp thì đẹp hơn quý cô chú. Dạ. Quý cô chú có thể kết hợp với combo. Dạ. Nó sơ lược những cái tủ nu này quý cô chú thấy nha. Dạ, sang đây sắp xin nhắc lại tổng thể cái tủ combot. Nó gồm có hai cái hộc và ba cái ngăn kéo xéo nha. Cái loại này xéo nha quý cô chú, đa số Sài Gòn xưa hay làm xéo nha. Thường thường ba cái cánh này hay xéo xéo như thế nè. Đấy, để mình lòn cái tay vô đây để mình kéo ra nha quý cô chú. Có cái gờ này nè, để mình mở bằng này, mở bằng gờ này. Tủ nào cũng có hết, hộc nào cũng có hết. Chân bóng đồng Sài Gòn xưa. Sếp xin đo 115, chiều ngang trước mặt tổng thể là 115, chiều cao 105, và chiều rộng cái tủ trên đỉnh này là 49, phía dưới này là 51 nha quý chú. Tại phía dưới này cái bá súng á, bá súng đi xéo này nó lớn hơn. Cái này 49, ở đây 551 ha. Giờ sếp sẽ đo sơ lược cái tủ hai cánh nu, hai cánh cong. Cái tủ nu hai cánh cong này, tủ trước mặt á, bề ngang là 160. Đây phía trước mặt quý cô chú thấy 160 chiều trước mặt đây. Nó có tổng thể chiều cao là tới cái giật cấp này luôn là 105. Cái hộp giật cấp này là 130. Nó có giật cấp này để quý chú trang trí trên đây nha. Và 138 là cái giật hộp trên đây. Cánh nu này là 45. Cánh cong nu 45 nha quý cô chú nha. Cánh cong này nó cong nè, quý chú nhìn nè, nhìn nó xéo máy nè, cong nè. Nó lượng nè. Nó lượng cong ha, trong đây nó hổm nè. Cánh cong 45. Một tấm nu như vậy là 45. Chiều cao là 65. 45 và 65 nha. Rất là giá trị, cái tủ này là hai cánh nu cong nha quý cô chú nha. Dáng dốc Sài Gòn. Tay chân thì những cái tay nắm thì theo jean theo thời gian luôn. Quý cô chú là quý cô chú lấy combo shop sẽ có giá ưu đãi nha. Dạ. Sau đây shop xin báo giá tổng thể của cái tủ combot. Đầu tiên, tủ thứ nhất combot. Chất liệu là gõ đỏ. Vân bông. Chân bóng đồng Sài Gòn xưa nha quý cô chú. Tủ Sài Gòn này shop xin giao lưu á là 3.9 triệu. 3.9 triệu cho cái gõ đỏ này. Và tiếp theo shop xin báo giá cái tủ hai cánh nu. Dán dốc tay, dán tay xưa. Cái tủ hai cánh nu này
súp sinh báo giá là 7.9 triệu, 7.9 triệu cộng với 3.9 triệu, 11.8 triệu, 11.8 triệu, súp sinh bao ship cho quý cô chú là hai cái tủ này đi là 100 cây số nha. Quý cô chú lấy combo sẽ có giá ưu đãi. Cái tủ Canbot Sài Gòn thì 3.9 triệu, cái tủ nu, tủ buffet nu hai cánh công là 7.9 triệu. Quý cô chú anh chị em nào chưa đăng ký kênh giúp kênh shop một cái đăng ký, và có đến xem hàng trực tiếp tại shop, hoặc là quý cô chú có thể giao lưu mua bán, mình chia sẻ với nhau. Quý cô chú có những cái món đồ nào không sử dụng đến thì cứ quay và gửi cho shop, và mình trao đổi với nhau để ngày càng được nhiều sản phẩm lan tỏa đến quý cô chú và quý đồng nghiệp. Rất mong sự hợp tác của quý đồng nghiệp và quý cô chú để mình gìn giữ lại những cái nét văn hóa xưa này. Dạ. Dạ, cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú đã xem hết. Xem hết clip này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an. Dạ, shop Lưu Quốc Đồ Xưa xin thành thật cảm ơn.